1001 cách dỗ người yêu bắt đầu từ đường dạ dày là hiệu quả nhất. Nói chung là để mà nói thì con gái có 1001 lý do để dỗi các ông ạ. Kiểu như này này. Mưa to cũng giận, nắng gắt cũng giận, cúp điện cũng giận, chăn sáng cũng giận, nói nhiều cũng giận, cũng giận, anh cười cũng giận, anh khóc cũng giận, cái thằng trong phim nó chết, giận con mèo hàng xóm đẹp hơn, giận không mở được đồ để mặc, giận trà sữa không ngon để túi, giận. Đấy, chính vì thế nên là cánh đàn ông cũng phải thủ sẵn cho mình 1001 cách dỗ người yêu siêu ngọt. Mà chân lý, con đường đến trái tim dễ dàng nhất là đi qua dạ dày thì không chệch vào đâu được. Giống như đôi tình nhân sau đây, cô gái giận dỗi nên chui luôn vào con bạch tuộc bông siêu to khổng lồ. Nhìn cái miệng mếu của bạch tuộc là đủ biết tâm trạng của nóc nhà đang như thế nào rồi đấy anh em ạ. Anh người yêu tâm lý nhanh tay tiếp tế đồ ăn, từ bim bim, bánh kẹo, sữa, đưa từng gói vào, rồi đến là cả rổ luôn. Sau một hồi thì bạch tuộc đã ra tín hiệu là từ cau có sang màu hồng tươi vui hí hửng. Trước thời cơ, anh dai nhẹ nhàng thủ thỉ rằng thì là nếu không đủ thì em ăn anh luôn đi, khiến cô FA xem xong chỉ muốn đập máy mà thôi. Clip sau khi được đăng tải thì hội có gấu thi nhau tác người yêu vào hỏi chỗ mua em bạch tuộc siêu cute này. Hội FA thì cũng mê đắm và xin địa chỉ định mua, nhưng mà sực nhớ ra là mình ế. Còn các bạn thì sao? Đang ế hay có đôi có cặp thì chia sẻ với Tán TV, biết đâu lại kiếm được người thương đi chơi chung cu thì sao nhỉ? Và nhớ là ủng hộ kênh mỗi ngày bằng cách like, share cũng như ấn đăng ký nữa nha.